Hồi ức Vị Xuyên, chuyện lính trung đoàn 866, tác giả Lê Tài, giọng đọc Hải Yến, số 2. Tháng 4 năm 1984, Trung Quốc mở cuộc tấn công lớn, đánh chiếm và chốt giữ 29 điểm trên lãnh thổ Việt Nam. Theo bản đồ, chiều ngang khoảng 11 km, chiều sâu khoảng 1,5 km. Ở hướng Tây Sông Lô, phía Bắc suối Thanh Thủy, chúng chiếm các điểm cao 1509, tàu gọi là Lão Sơn hay Núi Đất, 772, 226, 233, 685, bình độ 400, 300, A5. Ở phía Đông Sông Lô là điểm cao 1030, 1250, Si Cà Lá, tàu gọi là Giả Âm Sơn. Chúng bố trí trên hướng Vị Xuyên, một sư đoàn phía trước, hai sư đoàn phía sau. Trên hướng Yên Minh, một trung đoàn phía trước, hai trung đoàn phía sau. Địa hình ở đây cơ bản là núi đá, chỉ phía 1509 là núi đất. Quân ta phải lùi về chốt giữ các điểm cao thấp hơn chúng. Hướng điểm cao 1509, ta giữ bình độ 1100, địch chiếm 772. Trên 685, ta giữ 600, 468 và các mỏm H1, H2, H3, lưng chừng của 685. Mé sát sông Lô, địch chiếm bình độ 400, 300, ta giữ các mỏm A21, Đá Pháp, Đồi Đài, Cô Ích, cao độ chỉ trên dưới 200. Phía nam suối Thanh Thủy, cách biên giới khoảng 2 km là dãy Tây Côn Lĩnh có cao độ 2.000 m. Như bức trường thành, chấn giữ, che chở cho thị xã Hà Giang. Nếu như mất hết phía bắc suối Thanh Thủy thì địch cũng khó mà vượt được qua dãy này. Tại hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990 về bình thường hóa quan hệ Việt-Trung, lãnh đạo hai nước nhất trí khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Từ đó, truyền thông chính thống và chính phủ hai bên hầu như không nhắc đến cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Tàu và đặc biệt là cuộc chiến ở Vị Xuyên. Rất nhiều người, kể cả cán bộ cao cấp trong quân đội, khi nghe nói đến cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược ở Vị Xuyên đã không tin rằng nó xảy ra lâu dài và ác liệt đến thế. Xin giới thiệu bản đồ cóp trên mạng, trong đó họ vẽ về những điểm Trung Quốc chiếm của Việt Nam, nhưng sai ở hai chỗ, tôi đã gạch chéo đen. Khu Trung Quốc xâm lược Việt Nam và chiếm từ năm 1984 đến năm 1989 mới rút được giới hạn bằng vạch đen. Xin úp lên ảnh nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và ảnh nghĩa trang Malifaux của lính Trung Quốc chết trận tại Vị Xuyên để mọi người thấy phần nhỏ cái giá trị của cái mà Tập Cận Bình gọi là va chạm ở Vị Xuyên. Ai đó đã lợi dụng những bất đồng trong quan hệ Việt-Trung để hô hào khoét sâu mâu thuẫn, hô hào sử dụng vũ khí đánh nhau. Hãy nhìn hai nghĩa trang này để suy nghĩ. Xin đừng yêu nước bằng xương máu của người khác. Là nước nhỏ, sống bên cạnh nước lớn, hung hãn, nói một đằng, làm một nẻo, thì hãy luôn ghi nhớ, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, trực tiếp, nguy hiểm nhất. Sống hòa hiếu với nó, nhưng phải luôn cảnh giác, để thấy rằng hiện nay ngoại giao là một mặt trận rất quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phải bằng mọi cách để níu kéo hòa bình dù chỉ còn một giây. Sau đây là tổng hợp của tác giả Sang San viết trên Mặt trận biên giới Hà Tuyên 1984-1989 trong trang Dựng nước. Qua đó, ta thấy biết bao nhiêu xương máu tiền của đã đổ để giữ những hòn đá vô danh mà tổ tiên để lại trên mảnh đất Vị Xuyên. Bối cảnh: từ sau năm 1979, Trung Quốc tiếp tục tấn công, lấn chiếm vào đất ta ở nhiều điểm. Ở địa bàn quân khu 1, tháng 5 năm 1981, địch đánh bình độ 400.
Cao Lộc, Lạng Sơn. Cao điểm 820, 630, Thất Khê, Lạng Sơn. Ở địa bàn quân khu 2, tháng 8 năm 1980, địch đánh điểm cao 1992, Xín Mần, Hà Tuyên. Tháng 5 năm 1981, đánh cao điểm 1800A, 1800B, Lao Chải, Hà Tuyên. Tháng 2 năm 1982, tấn công vào Đồng Văn, Mèo Vạc. Tháng 4 năm 1983, tiến công Mường Khương. Đặc biệt, từ tháng 4 năm 1984, tiến công lớn vào Vị Xuyên, Yên Minh, Hà Tuyên. Thời điểm này, ta bố trí dọc tuyến biên giới 3 quân đoàn, 11 sư đoàn, 13 trung đoàn và 70 tiểu đoàn độc lập. Các lực lượng bảo đảm phục vụ tuyến sau tương đương với 4 đến 6 sư đoàn, tổng quân số khoảng 300.000 người. Ngoài ra, sâu trong nội địa còn có 3 quân đoàn chủ lực bộ làm dự bị. Mặt trận biên giới Vị Xuyên - Yên Minh diễn ra từ tháng 4 năm 1984 đến tháng 4 năm 1989. Phía ta lần lượt thay phiên các sư đoàn chủ lực lên chiến đấu. Quân khu 1 có Trung đoàn Bộ binh 981, 982, 983. Quân khu 2 có Sư đoàn Bộ binh 313, 314, 316, 356, Lữ công binh 543, Lữ pháo binh 168, Lữ pháo binh 297, Trung đoàn xe tăng 406, Trung đoàn thông tin 604, Trung đoàn vận tải 652, các tiểu đoàn đặc công, trinh sát, các đơn vị địa phương của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tuyên và Trung đoàn Bộ binh 754 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Đặc khu Quảng Ninh có Trung đoàn Bộ binh 568 thuộc Sư đoàn Bộ binh 328. Các đơn vị chủ lực bộ có Sư đoàn Bộ binh 312 thuộc Quân đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 325 Quân đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 31 Quân đoàn 3, Lữ pháo binh 368 Bộ Tư lệnh Pháo binh. Ngoài ra, còn nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội bộ binh và pháo binh cũng được điều lên tham gia chiến đấu. Khu vực Tây Sông Lô, từ đầu năm 1984 đến tháng 12 năm 1985, Sư đoàn Bộ binh 313 Quân khu 2, Sư đoàn Bộ binh 356 Quân khu 2. Tháng 5 năm 1985, Sư đoàn Bộ binh 313 Quân khu 2, Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 3 Quân khu 1. Tháng 12 năm 85, Sư đoàn Bộ binh 31 Quân đoàn 3. Tháng 6 năm 1986, Sư đoàn Bộ binh 313 Quân khu 2. Tháng 2 năm 1987, Sư đoàn Bộ binh 356 Quân khu 2. Tháng 8 năm 1987, Sư đoàn Bộ binh 312, Trung đoàn Bộ binh 209 Quân đoàn 1 và Trung đoàn 48 Bộ binh Sư đoàn 390 Quân đoàn 1, cộng với 2 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 308 Quân đoàn 1. Tháng 1 năm 1988, Sư đoàn Bộ binh 325 Quân đoàn 2. Tháng 9 năm 1988, Sư đoàn Bộ binh 316, Trung đoàn Bộ binh 98 Quân khu 2. Tháng 5 năm 1989, Sư đoàn Bộ binh 313 Quân khu 2. Ở hướng này khoảng 6 tháng ta thay quân một lần. Riêng Sư đoàn Bộ binh 313 Quân khu 2 có đợt chiến đấu kéo dài liên tục gần một năm, gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực Đông Sông Lô, từ năm 1984, Trung đoàn Bộ binh 266 thuộc Sư đoàn Bộ binh 313 Quân khu 2. Tháng 7 năm 84, Trung đoàn Bộ binh 141 thuộc Sư đoàn Bộ binh 312 Quân đoàn 1. Tháng 4 năm 1985, Trung đoàn Bộ binh 568 thuộc Sư đoàn Bộ binh 328 Quân khu Quảng Ninh. Tháng 11 năm 1985, Trung đoàn Bộ binh 818 thuộc Sư đoàn 314 Quân khu 2. Tháng 2 năm 1987, Trung đoàn Bộ binh 881 thuộc Sư đoàn Bộ binh 314 Quân khu 2. Tháng 9 năm 1987, Trung đoàn Bộ binh 818 Sư đoàn 314 Quân khu 2 và một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 754 Sơn La. Tháng 6 năm 1988, Trung đoàn Bộ binh 728 thuộc Sư đoàn 314 Quân khu 2. Tháng 10 năm 1988,
Trung đoàn Bộ binh 247 Hà Tuyên. Phía địch đã dùng 20 lượt sư đoàn, 171 lượt trung đoàn đến đại đội tấn công lấn chiếm vào đất ta 1 đến 2 km trên chính diện 11 km. Cũng giống như ta, Trung Quốc cũng thay phiên nhiều lượt quân đoàn, sư đoàn. Tháng 4 năm 1984 đến tháng 4 năm 1985, Sư đoàn Bộ binh 31, Quân đoàn 11, Sư đoàn Bộ binh 32, Quân đoàn 11, Sư đoàn Bộ binh 40, Quân đoàn 14, Sư đoàn Bộ binh 41, Quân đoàn 14, Đại quân khu Côn Minh. Sư đoàn Pháo binh 4, Đại quân khu Côn Minh. Tháng 12 năm 1984 đến tháng 5 năm 1985, Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 36, Quân đoàn 12, Đại quân khu Nam Kinh. Sư đoàn Pháo binh 3, Đại quân khu Phúc Châu. Sư đoàn Pháo binh 9, Đại quân khu Nam Kinh. Tháng 5 năm 1985 đến tháng 6 năm 1986, Sư đoàn Bộ binh 138, Quân đoàn 46, Sư đoàn Bộ binh 199, Quân đoàn 67, tăng cường một trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 200, Quân đoàn 67, Đại quân khu Tế Nam, Sư đoàn Pháo binh 12, Đại quân khu Tế Nam. Tháng 4 năm 1986 đến tháng 5 năm 1987, Sư đoàn Bộ binh 61 thuộc Quân đoàn 21, Sư đoàn Bộ binh 139 thuộc Quân đoàn 47, tăng cường một trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 141, Quân đoàn 47, Đại quân khu Lan Châu, Lữ Pháo binh 1, Đại quân khu Lan Châu. Tháng 4 năm 1987, tháng 4 năm 1988, Sư đoàn Bộ binh 79, Quân đoàn 27, tăng cường một trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh 81, Quân đoàn 27, Sư đoàn Bộ binh 80, Quân đoàn 27, Đại quân khu Bắc Kinh, Sư đoàn Pháo binh 14, Đại quân khu Bắc Kinh. Tháng 4 năm 1988 đến tháng 10 năm 1989, Sư đoàn Bộ binh 37 thuộc Quân đoàn 13, Sư đoàn Bộ binh 38 thuộc Quân đoàn 13, Đại quân khu Thành Đô. Ngã ba Thanh Thủy năm xưa được gọi là Ngã ba Tử Thần. Ngã ba và khúc suối này là tọa độ định sẵn của pháo cối địch, đặc biệt thường xuyên bị pháo cao xạ 37 ly hai nòng của chúng từ trên điểm cao 1250 bên bờ đông sông Lô trúc nòng găm xuống. Đứng trên điểm cao 1250, địch thấy rất rõ từng thứ trang bị trên người của lính ta. Nếu không dùng pháo 37, chúng có thể gọi hỏa tiễn H-12 phóng cả dàn 12 quả một lúc. Đất ở đây thành bột ngập ngang ống chân, không ai đi chân đất vì kiểu gì cũng đạp phải mảnh gang chảy máu. Mặc dù có hào giao thông, nhưng nơi đây hàng ngàn chiến sĩ đã đổ máu mỗi khi phải vượt qua nó để vào hang rơi hay đi lên chốt. Đi qua đây phải lần lượt từng người chạy một mạch dù mang nặng đến đâu. Thời đó sĩ quan của ta không bao giờ mặc quân phục chít gấu mà mặc áo K-74 và quần đùi như lính. Nếu phát hiện dù chỉ một người mặc quân phục chít gấu thì hàng chục loạt pháo 37 và hỏa tiễn H-12 sẽ chụp xuống. Chúng tôi thắp hương tưởng nhớ các đồng đội tại ngôi miếu do đoàn kinh tế 313 xây sát vách núi tại ngã ba. Đứng đây nhìn sang Pa Hán và điểm cao 1250 rõ mồn một. Từ ngôi miếu theo đường mòn đoàn vào thăm khu vực hang rơi, nơi đặt sở chỉ huy tiền phương của hướng chủ yếu là cửa khẩu Thanh Thủy. Trên đường đi mọi người tán chuyện pháo tàu. Tôi cho rằng pháo tàu bắn nổ ù ù, không phải ủng oảng, vì nó bắn nhiều quá, tiếng nổ va vào vách núi vọng lại, không phân biệt được. Hùng Gà Tây ở khu hang rơi thì cho rằng pháo địch nổ như đoàn tàu chạy sầm sập trên đầu. Quỳnh Bò lại nói, pháo bắn lúc đầu nghe như tàu chạy trên tấm tôn đặt trên đầu, sau đó thì không nghe gì. Hà Voi thì cho rằng, ở A21 không pháo nào bắn trúng mà chủ yếu là cối, nên nghe như ngồi trong thùng phi, ai đó lấy búa đập vào nắp. Cãi nhau chán chê, rồi cả bọn chỉ thống nhất được. Sau đợt pháo kéo dài suốt buổi thì thần kinh nhũn ra, người cứ đơ đơ,
không nghe rõ ai nói, không nói ra tiếng, mệt lả không ăn được gì, chỉ muốn nằm. Chẳng biết từ trước tới nay đã có nhà văn nào tả tiếng nổ của trận pháo như lính không? Tôi chưa đọc thấy ở đâu cả, nhưng pháo ở Vị Xuyên là như thế. Khu vực hang rơi nằm sau doanh trại bộ đội sư đoàn 313. Ở đây cũng có cây hương nhỏ do bộ đội sư 313 làm. Nguyễn Tác nói là bộ đội sư 313 kể lại họ làm doanh trại kiên cố ở đây nhưng không đêm nào chọn giấc ngủ. Nhiều người thường xuyên thấy ai đó dựng giường dậy. Chịu đựng được một thời gian, họ phải làm cây hương ngay gần chỗ hang phẫu để thờ cúng các liệt sĩ. Từ đó, hiện tượng bị dựng giường ngủ mới hết. Gọi là hang, nhưng thực ra là những hõm đá ăn sâu vào chân núi chỉ một vài mét. Hang to nhất cũng sâu vào được độ 5-7 mét. Núp trong các hõm này thì đạn pháo cối không rớt trúng đầu nhưng mảnh vẫn văng vào được. Đến một hang có gắn tấm biển, hang phẫu cứu thương. Hùng Gà Tây khẳng định đây là hang chỉ huy trung đoàn chứ không phải hang phẫu. Hang phẫu ở dưới thấp để dễ đón thương binh và là nơi khâm liệm ban đầu cho tử sĩ. Chui vào, trần hang cao đứng thoải mái. Hùng giải thích, khi anh Trung tham mưu phó ở, công binh trung đoàn đã ốp mìn đánh cho trần cao lên, phải đánh hai lần mới được. Hai thằng quay lại nói với Tác, cần thay lại biển treo là sở chỉ huy tiền phương. Tác không biết ai đã treo biển, nhưng nói rằng mỗi đơn vị sử dụng hang với công dụng khác nhau. Có thể đơn vị nào đó lấy hang này làm hang cứu thương. Bọn tôi thì cho rằng sư đoàn 313 lấy hang này đặt sở chỉ huy. Người kế tiếp là trung đoàn 866 cũng vậy. Hang này lại nhỏ và ở cao, đặt phỗ không tiện cho xoay sở, mang vác thương binh. Do vậy có thể ai đó đã nhớ sai và nên có cuộc tham khảo cho rộng rãi, cho chính xác, không tùy tiện đeo biển. Hang lớn nhất ở đây gọi là hang rơi, là nơi ở của nuôi quân, vận tải tiểu đoàn 3 và các đơn vị đặc công, trinh sát, công binh, thông tin ở hướng cửa khẩu. Nó như một cái nhà ga nhộn nhịp người ra vào, nhưng trật tự. Bếp răng khắp nơi, vách hang đến bây giờ vẫn còn ám khói. Ở một ngách vẫn còn thấy hai tấm bìa gỗ nhỏ, có lẽ lính dùng để nằm. Nhưng cũng có thể đây là miếng gỗ còn sót lại của cây nghiến nằm ngang dưới suối mới bị dân xẻ sau chiến tranh. Cây nghiến này rất to, mọc trước khu vực hang là điểm chuẩn của pháo cối địch nên 313 đã phải hạ nó xuống. Và nó nằm đó ngọn trở ra, trên mình mang hàng ngàn vết đạn là chứng nhân suốt cuộc chiến. Hết chiến tranh, ai đó đã xẻ lấy gỗ. Tôi không hình dung được người ta phải thay bao nhiêu lưỡi cưa để xẻ nó và còn mấy phần trăm gỗ còn sử dụng được. Nghe nói trước năm 1984, trên các điểm cao ở khu chiến này là những rừng gỗ nghiến cổ thụ. Gỗ nghiến có lẽ cứng nhất trong các loại gỗ. Hồi ở Võ Nhai Bắc Thái, tôi thấy dân muốn khai thác gỗ nghiến, họ không chặt hay cưa, vì làm như thế không bao giờ cho đứt được gốc mà họ chất củi đốt. Sau nhiều ngày, lửa cháy ngang đứt gốc cây. Cây nghiến đổ xuống và họ để thế vài năm, mưa gió cho một phần rác, còn lõi mới tìm cách đưa về. Tôi cũng đã xem người ta đục gỗ nghiến làm nhà. Ông thợ đục vài nhát lại phải đổ nước vào lỗ ngâm và đi mài lưỡi đục. Một ngày may ra đục sâu được nửa lỗ cột. Vì rất cứng nên thớt làm bằng gỗ nghiến được người dân chuộng nhất. Và có khúc gỗ nghiến để làm công sự thì không khác gì thanh bê tông được đúc sẵn. Thanh bê tông đúc sẵn để làm hầm, lính ta gọi là kẹo lạc. Khi được tôi chỉ cho thấy hai tấm bìa gỗ nhỏ nằm ở ngách và nói cây nghiến bị xẻ chỉ còn đó đó. Nghiến cứng hơn lim, thế mà cũng xẻ được. Hà Voi liền đọc bài vè, lát lát lim lim, thủ trưởng đi tìm chúng em đi vác, lim lim lát lát. Vai chúng em nát, thủ trưởng đi tìm. Chắc hắn đang nhớ hồi ở Bắc Thái, đơn vị nào cũng cho lính đi xẻ gỗ về đóng phản nằm cho đơn vị, đồng thời đóng tủ giường cho cán bộ mang về nhà. Chợt nghĩ, không biết các thủ trưởng đơn vị trước chốt ở đây có bắt lính đi khai thác gỗ nghiến đem về không? Có lẽ không tránh khỏi.
Thời đó quân ta ở đâu cũng thế. Vì vậy nên số cán bộ của sư 313 về làm cố vấn cho sư 31 khi chuẩn bị lên Vị Xuyên, mỗi khi kể về chuyện mất chốt thường ngâm nga: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai xẻ gỗ, tháng ba đóng bè, tháng tư quanh quẩn hái chè. Ngoài bộ phận phục vụ theo biên chế ở đây, các đại đội bộ binh trên chốt vẫn phải để ra một số quân cùng làm nhiệm vụ vận tải, và số thương vong phần lớn nằm ở bộ phận này. Kiều Văn Thư kể, lần đầu khi trên chốt đồi đài có thương binh gọi về kêu tải thương, lính vận tải nhìn nhau đùn đẩy, chính trị viên Đào phải hô, tất cả đi hết. Thế là mười mấy người rồng rắn rời hang chạy lên chốt, mặc dù chỉ có một thương binh. Sau lần đó quen với công việc ở chiến trường, mỗi khi có thương binh tử sĩ, anh em đều tự giác đi khiêng, không cần cắt cử. Vận tải khổ nhất là việc đem bê tông, gỗ lên chốt, vì nó vừa nặng vừa dài, trong khi vách đá thì dựng đứng nên rất vướng, sơ sảnh là lăn xuống vực. Mỗi thanh bê tông nặng từ 50 đến 80 cân tùy loại được giao cho hai người. Cứ thế họ hì hục sáng đêm, vừa tránh pháo vừa mò mẫm bám vách đá kéo lên giao cho bộ binh làm hầm. Hầm được các đơn vị trước cải tạo các khe đá hang hốc mà thành, chỉ cần hai mỏm đá dựng đứng, ở giữa có khe hở, lính lấy cây bê tông gác lên rồi chất đá, thế là thành nơi trú ẩn, công sự chiến đấu. Cũng có khi may mắn tìm được cái hang nho nhỏ, chỉ cần một đến hai người, lính chất bao đá ở ngoài, thế là ổn. Chính vì vậy, các hầm có khi cũng không thể bố trí theo hình thái phòng ngự được. Có những cái treo leo vách đá, phải bắc thang trèo mới tới, có những cái lại ở ngay sát địch. Một cái hầm có khi được 5-6 người, nhưng có cái chỉ được 2-3 người, thậm chí chật đến nỗi ngoài người gác thì phía trong chỉ đủ cho một người nằm, một người ngồi. Vận tải khó khăn nên ưu tiên cho việc tải thương, đưa cơm và vũ khí, vật liệu, làm công sự. Còn nước thì cố gắng mỗi người lính trên chốt một ngày có 1-2 lít để uống, rửa mặt và tắm. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.